Chào cả nhà, Daddy, chào cả nhà mình nha. Nay hai bố con đi làm buổi chiều không có làm cả nhà. Hai cha con đi câu cá. À, bữa nay không có chạy đi ngoài câu cả nhà ơi. Lội ra dài dài mà sao cánh đồng có vui nè. Cái khu vừa ở trên đó đó. Thì cắt lán chạy ra đó. Rồi đi ra sau cái cánh đồng câu, thấy đũa cũng lên cao rồi cả nhà, người ta xả nước vô rồi. Mấy cái này cầm câu đã lắm. Mấy này cầm câu không à. Bữa nay có nước rồi nè ba. Dạ, người ta xả nước vô nè cả nhà. Ở dưới mấy cái gạch này có vui, nó có nước rồi nè. Hai bố con lội ra câu thử là có cá ăn không. Cầm câu mấy cái đường bơi cũng có bắp. Mấy đường nước này cầm ngon nè. Quá kêu mơ gì đi cầm câu ạ. Rộng đây, sống đây thì vậy đó cả nhà ơi. Là cảnh thì mình đi ra đồng kiếm cá, kiếm này nọ ăn. Vui quay những cái thước phim của Vui thì cũng chia sẻ đó cả nhà. Về cuộc sống gia đình của Vui thôi, với sinh hoạt hàng ngày, hướng dẫn và đi câu hay là đi săn bắt thì hết nha cả nhà. Bởi vì mình còn dở lắm, không có như những anh em chuyên nghiệp về làm mấy cái săn bắt. Đây là Vui chia sẻ hướng dẫn, ý chia sẻ về cả nhà về đời sống và sinh hoạt của gia đình Vui. Nắng quá, chưa nắng quá trời nắng. Dạ. Đập cái ống rồi. Đã ba lời đắng câu với bà. Thì đầu video Vui cũng gửi lời chúc tốt lành đến ông bà cô chú và anh chị em mình ha. Vui cầm điện thoại trong tay, Vui vừa đi vừa quay, nó hơi đắt cả nhà thông cảm nha. Cả nhà sẽ ủng hộ cho Vui xin một like, nhưng một đăng ký để kênh đến ngày được phát triển ha. Vui cảm ơn cả nhà rất nhiều nha cả nhà. Giờ để Vui đi lại đằng cái gốc cây mù u huyền thoại năm xưa để đó câu. Nếu có cá ăn Vui sẽ mở lên cho cả nhà mình xem ha. Mà Vui đang dính cá thì cả nhà. Bây giờ đi câu ngoài đập không có con ăn nữa. Vô cái tôi bà kiển này rồi. Bà Vui dính được rồi cả nhà. Bưng bắt. Thôi nha. Vừa để có dính được không? Lấy cái vỏ đây, lấy nhớt đi. Mới vừa vô mưa vào kiển này ngồi mới được con cá đầu tiên rồi cả nhà. Trước câu đây cái dính cá cũng đỡ lắm rồi, giờ lâu lắm rồi không có trở lại đây câu. Không biết giờ sao. Đây, ngồi tép gông nha cả nhà. Rồi, ba Vui ổng mở hàng được con đầu tiên rồi đó. Vui đang ngồi ở đằng cái góc đằng đó ăn câu ở bên đây. Đó câu ở đây cá bự bự thôi cả nhà. Trong này câu dính cá bự rồi, mà lâu lắm rồi mới trở lại đây câu không biết sao đây. Nó xui. Mới thả câu xuống là ổng làm được con rồi, thấy cũng có gió rồi. Không dính được thôi. Câu con đang ăn. Bự không bác? Bự sảy rồi cả nhà ơi, bự không cho cá bự hay ba? Ừ, ngay ổ đó ba ơi, ta thấy thấy để ngay đó là ngay ổ nó rồi đó. Thôi kệ đi, móc mồi lên mình câu lại, sảy rồi. Rồi, câu con nó mới gỉ cái ịt xuống cái nó buông lên. Nó tép rồi, cho con xin con hơn con tép con đem đẳng này. Bự lắm hả ba? Cũng có cả nhà ơi. Nhỏ gặp lưỡi đó, bà nuôi nó rồi. Ờ, lưỡi nhỏ hả? Nè. Rồi kệ đi, làm lại. Ba vô cùng cá ăn thịt phơ cả nhà. Đi vô lại đi, vô canh thử coi. Ăn phần lên thì gì? Là nó còn ngâm ở dưới. Nó bơi, kéo dài rồi. Đó, dính nè, bự. Cởi lên, bự hơn con nãy. Ủa, con này bự rồi hả, mập luôn đó. Mấy anh nãy giờ cần câu kia cũng đang ăn đó nha ba. Còn nữa cả nhà. Câu vừa thả nãy giờ không còn gì gớm gì. Có hình ba đi dính nè. Câu phi này hên. Ba, để ý cần đâu. Câu cá rô phi này có
lên tới nhà thấy ngay chỗ của nó chầm, nó dựa nó ăn nguyên bầy á, bây giờ câu ngon á. Tôi thấy không trúng ổ, bây giờ thấy ba bốn chỗ không chỗ nào trúng ổ nó chứ, chỗ có ba vui cây ổ. Câu nó đang ăn đó bà. Có gió rồi, có gió rồi. Nó lội đó bà, nó lội đó, nó là nó đang lội bị vướng cái cây cỏ. Gần bên kia cũng vậy luôn đó kìa. Nó thấy ngay ổ nó ăn cái em. Dám dính rồi đó bà. Con thấy thấy cái phao con nghi nghi thì giống dính luôn. Dính dính rồi đó. Cái bự bự. Dính nữa cả nhà. Câu con đẳng cũng đang ăn nè. Câu hình như là hỉa ăn rồi. Câu con đẳng hình như hỉa ăn. Để con ơi phần phao cái nhà đi. Lụm cả nhà, cuối cùng vô cũng câu chính cá. Rồi nó lôi cái đọt càng câu cái ào cái vô tưởng đâu cá bự lắm chứ ai về đâu cũng vừa. lên hàng cuối cùng cũng giật được cá rồi cả nhà. cỡ là trước vô câu ở trong đám kiển này cá bự không à. Rồi ba, ê ba lụm bự không cỡ một hả? Thôi, nó không chịu ăn thì thôi cả nhà. Nó ăn nó dính một cái gỡ không kịp luôn nè, sau lưng ba con cái này ba gỡ giùm con luôn nha. Lưỡi câu móc đã ha. Quay cho cầm lưỡi câu lên cho quay cho cả nhà mình coi cái lưỡi câu của phi ngon nhất rồi. Ngồi con đắng có để coi lại đắng con móc. Đây cho cả nhà mình coi cái lưỡi câu mà giật cái rô phi ngon nhất cả nhà. Đây. Đây cả nhà. Lưỡi này vô bảo đảm cho cả nhà luôn, giật không dạ. Bao giờ giật không bao giờ sảy cái lưỡi câu này nè, có rô phi nè, là giật không bao giờ sảy. Rô phi cô đồng của dữ lưỡi nó móc ác lắm á. Rồi, để vô là đặng vô móc hồi vô thả xuống cả nhà. Cả nhà. Chạy lại cái buông chà. Mới tì cái phao chú ngon hết biết luôn cái nè, đưa chạy lại cái nó buồn. Con ninh trà ở dưới dịch nhát tay quá. Để cho nó lồi cái. Dính nè, bà vô đẳng dính, còn cá bự luôn cái nè. Hai đầu nào cũng ăn hết trơn. Tại muốn xỉn lắm. Mới đằng này chạy đắng đắng nó buông, đằng này dính móc tịch không à, lưỡi nó đúng ngon giật đó là câu, giật cái lưỡi đó không khi nào xảy luôn đó cả nhà. Không thấy lưỡi kia còn xài được con tiếc, thế lưỡi nó còn ngon. Đấy, con cảnh trùng con thôi, không biết còn mồi không, nãy lôi chạy lỡ không kịp. Bà vừa hôm qua bên kia em chấm cá rồi đó nè. Tôi vừa lấy cái gọt này vừa bảnh luôn. Đây, nãy giờ câu được nhiều rồi nè cả nhà. Mưa này câu không ăn, bà vừa cũng chạy qua bên kia. Câu vừa dễ hết rồi mà. Ui dạ. Bự không? Mắc gốc rồi gì vậy? Dính gốc luôn kìa. Rộng à. Ui sắc lát, sắc lát cũng bự à. Lâu dữ mà câu mới dính được sắc lát à. Bắn nó rỉa không à. Cái chốt rồi vậy. Qua lấy càng câu bắn qua luôn quá. Đấy, bên đó là cũng được 5-6 con đó nha. 6 con à. Giờ thì uống mới chạy qua đây. Em làm được con thác lát à. Lát cũng bự quá. Lát càng hài. Bây giờ đi dời càng câu qua đây mới được. Bán câu hết ăn rồi. Cái nhà. Cái cây này cây gì không cả nhà?
Đây nè, hết biết cây rất là to luôn cả nhà, mà trái chưa có chín, hôm nó mới chín đây chơi à. Ít bữa nữa tới nó chín đều cây, cái vô ra vô quay cho cả nhà mình xem ha. Cây này cũng giống giống như trái sắn vậy đó cả nhà. Đó, nó chín đen đen nè, nó cũng giống như trái sắn mình vậy nè, mà đều trái nó chưa chín không, có mấy trái chín lai gai à. Thì đây chỗ vui ta gọi là cây châm nha cả nhà, cái trái châm. Cây này ở vùng đa số vùng An Giang thì nhiều lắm cả nhà, chỗ vui thì cũng ít lắm. Để vô kiếm trái chín rụng vô làm cho cả nhà mình xem, nó cũng giống như trái sắn mình vậy đó. Đây nè, bự hơn trái sắn, ăn ngọt lắm nha cả nhà. Này mình lắc lắc muối ăn ngon lắm. À, nãy tôi lại đây vô coi coi nó có bự không, có chín hết chưa mà chưa cả nhà. Cây này cây mọc tự nhiên, cặp mé đập cặp mé xong à, trái quá trời trái luôn. Mình tiếc cái là nó chưa chín không, chưa có leo lên quay cho cả nhà mình xem được, để khi nó chín đều hết cái mình leo lên vô hái vô quay cho cả nhà mình xem ha. Ôi cuốn câu về cả nhà ơi, quá nắng luôn, câu nãy giờ mà nó không ăn gì nữa hết đó cả nhà. Cũng nhờ lại cái ổ bên kia làm được mớ, giờ này hai ta con như cũng chuẩn bị cuốn câu về. Và bữa nào cái cây châm nó chín nè, ví dụ ra vô quay giờ cho cả nhà mình xem ha. Giờ giờ nãy tính lại quay bẻ mớ vài trái cho cả nhà mình coi mà nó chưa chín, nó mới chín chùm có trái hay trái à. À, giờ đẹp bắt đầu con câu về cả nhà, nó quá nắng khát nước quá cả nhà, cũng đủ ăn rồi, 6-7 con gì hết ba. Chạy đi, mưa này thác lát dữ lắm luôn mà câu ít ăn. Qua đi lấy cái gọng này, nó xúc thôi. Ôi 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 đó em dùng cả nhà đó ngon lắm chứ bộ à, có bị gì không à. Thằng tép bỏ đi ra thả xuống cho nó ngồi đây đó cho nó ăn, mai mốt mình câu tiếp cả nhà. Dính cá ngon ngon không rồi cả nhà, dính ít hơn đi câu trong kia mà cá bự hơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 con, 6 con phì còn thác lát. Dạ nhiều quá rồi cả nhà ơi. Đây, chưa xin phép kết thúc video này luôn. Tôi cảm ơn bà cô chú anh chị em đã dành thời gian theo dõi video của cha con vui nha. Cả nhà cho con vui xin một like, một đăng ký để có động lực cho những video mới nha cả nhà. Dạ cho con vui đi về thôi cả nhà ơi. Ngán cái đường lộ về quá cả nhà, nắng quá trời nắng. Chào, hẹn gặp lại bà cô chú trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.